Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trung tâm huyện đây, nhà văn hóa huyện mọi người này. Buổi tối thì mọi người tới đây chơi rất là đông. Và đây thì là một người anh em cũng là tín đồ đam mê Exeter. Đó thì hai anh em rủ nhau đi chơi thì xe của mình là xấu hơn. Đó, nhưng mà về để mà thong dong đi lại thì con Suzuki Acelo này thì nó rất là bền anh em. Đó thì cũng có cả đĩa trước và đĩa sau. Đó thì Exeter thì cũng vậy, bánh thì bé hơn và tiết kiệm xăng thì cũng ngang nhau. Đó thì chiếc xe Exeter thì nó có cái cảm giác lung tay hơn chiếc Acelo này. Và về cái khoản mà ngồi êm thoải mái thì Acelo ngồi êm hơn anh em nhé. Bởi vì cái mút yên của Acelo nó rất là dày. Còn cái tính thể thao thì chiếc xe Exeter thì tính thể thao hơn. Đó thì mọi người có thể thấy là cái chiếc xe Exeter thì nó có cái nhược điểm, đó chính là cái phuộc trước của Exeter nó khá là nhỏ nên cái độ giảm chấn chưa được tốt lắm. Nếu như được cái phuộc to như của Acelo hoặc là Winner X thì có lẽ là cải tiến cái cảm giác lái cho Exeter sẽ tốt hơn. Về cái dáng thì mình thấy là Exeter 150 hiện tại thì nó vẫn đang thấy nó cân đối hơn chiếc xe Exeter 155. Đó thì đây là người anh em cũng chơi khá là thân khi mà thỉnh thoảng anh em tới rủ nhau đi chơi vậy. Kia là khu vực nhà văn hóa và kia là khu vực bảo tàng huyện Hải Hậu. Mọi người có thể thấy là ở đây thì rất là nhiều người tới đây chơi uống nước vào buổi tối anh em. Đó thì tới đây thì trung tâm huyện mình nó cũng rất là rộng. Đó thì đây là hồ huyện anh em nhé. Hồ huyện đây thì có hai cái hồ cân đối với nhau và cũng khá là đẹp. Đấy, trung tâm huyện của mình đấy. Trung tâm huyện Hải Hậu có thể nói là đẹp nhất trong tỉnh Nam Định về cái địa thế và cái bố trí ở trung tâm huyện thì khá là đẹp. Phía bên này thì có một cái cây cầu. Đấy, gọi là cây cầu Yên Định. Tiếp theo kia là có tháp bảy màu nghĩa trang liệt sĩ. Đấy, anh em thấy nhỉ? Khá đẹp luôn. Rất cao kìa, anh em có thể quan sát này. Đấy, tới Hải Hậu Nam Định thì là cái tháp bảy màu. Đây là trung tâm nhà văn hóa huyện, rất nổi tiếng và có lẽ là rộng gần như kiểu cái trên chỗ đền Trần luôn. Ở chỗ tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ở trên thành phố Nam Định. Đó thì đây là hai chiếc xe của mình. Anh em rủ nhau ra đây chơi lúc chập tối thì thỉnh thoảng ra rủ nhau đi uống nước cho vui. Cũng là cái niềm vui nhỏ nhỏ, chơi xe cỏ. Xe phân khối lớn thì hiện tại chưa có tiền anh em. Hôm nay thì chia sẻ anh em. Hiện tại thì cũng có một số anh em hỏi mua chiếc xe Suzuki Acelo của mình. Anh em có thể quan sát thấy là chiếc Acelo của mình thì nó còn khá là chất. Bởi vì chủ cũ của chiếc xe này đi khá là dữ nên là không có đâm va tai nạn gì cả. Và cũng không có cái hiện tượng gọi là máy móc bị chạm hoặc là có cái vấn đề gì. Chiếc xe Exeter này cũng thế, rất là bền bỉ và được giữ gìn từ chủ cũ, rất là sắc nét. Đó thì hôm nay mình chia sẻ anh em. Hôm nay thì hai anh em tới đây chơi. Đó, chia sẻ anh em. Video clip này thì mình xin dừng tại đây. Xin chào tất cả anh em nhé.